Tiếp xin kính chào tất cả các cô chú và các anh chị. Hôm nay thì lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã có đợt phát thứ hạng phỏng vấn lần thứ nhất dành cho tháng 6 này. Và đợt phát thứ hạng phỏng vấn kỳ này là bắt đầu hẹn cho tháng 8. Chi tiết xin mời cô chú và các anh chị cùng xem trong video clip này. Điệp có dịch vụ hỗ trợ hồ sơ di trú Hoa Kỳ cho cô chú và các anh chị thông qua hình thức online mọi lúc mọi nơi uy tín chất lượng và luôn tận tình hỗ trợ cô chú và các anh chị cô chú và các anh chị có cần các dịch vụ về di trú như mở hồ sơ bảo lãnh người thân tư vấn visa hồ sơ định cư du lịch hoặc làm sáu bước với trung tâm visa tư vấn các giấy tờ cần chuẩn bị đi phỏng vấn kiểm tra hồ sơ trên hệ thống đóng tiền thẻ xanh đăng ký khám sức khỏe và chích ngừa hoặc là đặt lịch hẹn phỏng vấn visa hoặc bổ sung giấy xanh R2A thì có thể liên hệ với Điệp thông qua số Zalo này hoặc là địa chỉ email này. Điệp sẽ hỗ trợ trực tiếp cho cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của Điệp nha. Và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị. Để cô chú và các anh chị thuận tiện theo dõi các đợt phát thư hiện phỏng vấn, thì thông thường lãnh sự quán Mỹ sẽ có 3 đến 4 đợt phát thư hiện phỏng vấn visa trong một tháng, thường là rơi vào các ngày trong tuần thứ nhất tới tuần thứ ba của tháng đó, là từ ngày 3 cho tới ngày 22 hàng tháng. Tuy nhiên thì một vài tháng gần đây lãnh sự quán Mỹ chỉ có 1 đến 2 đợt phát thư hiện phỏng vấn visa. Thư hẹn phỏng vấn sẽ được gửi qua email mà cô chú và các anh chị đã đăng ký với trung tâm Visa NVC khi mà hồ sơ chúng ta làm 6 bước trước đó. Và hiện nay thì lãnh sự quán Mỹ không còn gửi thư qua đường bưu điện như trước đây. Vì vậy cô chú và các anh chị chúng ta sẽ cần một email để chúng ta nhận được thư hẹn phỏng vấn. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo qua video clip này. Cách để chúng ta để email của mình vào để nhận được thư hẹn phỏng vấn của trung tâm visa NVC và lãnh sự quán. Tính tới ngày hôm nay thì trong tháng 6 lãnh sự quán Mỹ chỉ vừa mới có một đợt phát thư hẹn phỏng vấn ra là vào ngày hôm nay ngày 16 tháng 6. Trong tháng 5 vừa qua thì lãnh sự quán đã có tổng cộng là 3 đợt phát thư hẹn phỏng vấn. Lần thứ nhất là vào ngày 18 tháng 5 phát cho các diện CR và IR. Cái đó thì lần thứ hai là phát vào ngày 29 tháng 5 là phát thư hẹn phỏng vấn dành cho các diện ép. Và lần thứ ba là vào cuối tháng 5, ngày 31 tháng 5, đã phát đồng đều cho cả hai diện là diện CR, IR và các diện ép. Và trong tháng 5 vừa qua, thì lãnh sự quán đã giải quyết tới các hồ sơ của diện CR, IR hoàn thành 6 bước vào tháng 4 tháng 5 năm 2023. Còn các diện F là từ F1 cho tới F4, thì có ngày hoàn thành 6 bước từ tháng 1 cho tới tháng 4 năm 2022. Trong tháng 5 thì lãnh sự quán giải quyết rất nhanh cho các hồ sơ hoàn thành xong 6 bước. Và theo thông tin mà Điệp cập nhật được vào đợt phát thư hẹn phỏng vấn lần thứ nhất của tháng 6 ngày hôm nay, lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam đã phát cho các diện thuộc CR1, IR1, IR2 và IR5 có ngày hoàn thành 6 bước vào tháng 5 và tháng 6 năm 2023. Các hồ sơ này có ngày hẹn phỏng vấn là trong tháng 8 là các ngày đầu tháng. Trong đợt phát thư hẹn phỏng vấn kỳ này thì lãnh sự quán không phát cho các diện F, bởi vì như thường lệ trước đây lãnh sự quán cũng hay tách ra làm hai đến ba đợt và đợt đầu tiên thì họ thường hay phát trước dành cho các diện CR và IR. Sau đó các đợt tiếp theo thì sẽ phát cho diện F. Vì vậy nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị là diện F thì chúng ta có thể chờ hai tuần cuối tiếp theo của tháng 6 này thì định nghĩ chắc chắn là lãnh sự quán sẽ có tiếp tục có đợt phát thư hiện phỏng vấn. Sau khi hồ sơ của chú và các anh chị nhận được thư hẹn phỏng vấn và chúng ta cần liên hệ dịch vụ, thì chúng ta có thể liên hệ dịch vụ của Điệp để được hỗ trợ. Bên dịch vụ của Điệp có hỗ trợ là tư vấn các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn và tư vấn cách sắp xếp hồ sơ theo từng bộ như yêu cầu của lãnh sự quán và kiểm tra lại các giấy tờ trên hệ thống CAAC đã đầy đủ hay chưa và đăng ký khám sức khỏe chích ngừa. Cô chú và các anh chị có thể liên hệ thông qua email này hoặc qua nhắn tin số Zalo này để được bên dịch vụ của điệp hỗ trợ cô chú và các anh chị. Cô chú và các anh chị chúng ta cũng lưu ý, thông thường lãnh sự quán Mỹ sẽ chia ra làm nhiều đợt phát thi hiện phỏng vấn để giải quyết hết số lượng hồ sơ hoàn thành trong cùng một tháng. Vì vậy nếu như hồ sơ cô chú và các anh chị chưa nhận được thư hiện phỏng vấn vào đợt này thì chúng ta nên kiên nhẫn chờ tới 1 đến 2 đợt phát thích thư hiện phỏng vấn kế tiếp của lãnh sự quán. Quan trọng là hồ sơ cô chú và các anh chị chúng ta cần chuẩn bị thật đầy đủ các giấy tờ cần đem theo khi đi phỏng vấn trong thời gian mà chúng ta chờ đợi thư hiện phỏng vấn này. Khi nào mà chúng ta bị trễ hơn một tháng phát thư thì cô chú và các anh chị có thể gửi đơn inquiry form cho trung tâm visa MVC để hỏi thăm về hồ sơ của mình. Đối với các hồ sơ thuộc diện F là từ F1 cho tới F4 thì điều kiện để hồ sơ thuộc diện F nhận được thư hiện phỏng vấn của lãnh sự quán thì sẽ có hai điều kiện này. Điều kiện thứ nhất là lịch visa phải vượt qua hay còn gọi là đáo hạn với ngày ưu tiên của hồ sơ của chú và các anh chị cần dựa theo bản lịch visa hàng tháng. Và điều kiện thứ hai của hồ sơ diện ép là hồ sơ phải hoàn thành xong 6 bước với trung tâm visa NVC, có nghĩa là được trung tâm visa NVC gửi tin nhắn và email xác nhận là hồ sơ đã hoàn thành. Khi nào có đủ hai điều kiện này, thì hồ sơ thuộc diện ép có ngày hoàn thành 6 bước trước thì sẽ được xếp lịch hẹn phỏng vấn trước. Ví dụ như hiện nay thì lãnh sự quán Mỹ đang xét phát hồ sơ phỏng vấn cho các hồ sơ thuộc diện F, hoàn thành 6 bước vào tháng 10 và đầu tháng 11 năm 2020. Và ở giai đoạn này thì chúng ta sẽ không phải dựa vào ngày ưu tiên của hồ sơ đó nữa. Nghĩa là hồ sơ của cô chú và các anh chị đã đáo hạn với lịch visa thì tiếp theo thì chúng ta phải xét dựa trên ngày hoàn thành. Và ở đợt phát hiện phỏng vấn kỳ này thì đây là một số hồ sơ nhận được thư hẹn phỏng vấn. cũng Đợt này cũng khá ít hồ sơ thôi. Đây là hồ sơ diện bảo lãnh vợ chồng CR1. Ngày ưu tiên của hồ sơ này là ngày 10 tháng 5 năm 2022. Hoàn thành 6 bước vào ngày 9 tháng 6 năm 2023. Sẽ phỏng vấn vào ngày 7 tháng 8 vào lúc 8 giờ 10 phút sáng đây là một hồ sơ điệp đã hỗ trợ làm 6 bước và hiện nay và tiếp tục hỗ trợ khách cho tới ngày đi phỏng vấn. Và hồ sơ này thuộc diện IR1 cũng đã có cập nhật là đã nhận được thư hiện phỏng vấn. Cũng phỏng vấn với lãnh sự vào ngày 7 tháng 8. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo thêm một số video clip mà Điệp đã có chia sẻ về các câu hỏi phỏng vấn thường gặp của các diện bảo lãnh. Như đây là video clip Điệp đã có chia sẻ về câu hỏi phỏng vấn diện ER5 là cha mẹ của công dân Mỹ. Hoặc là video clip này chia sẻ về diện F4 là anh chị em của công dân Mỹ. Cô chú và các anh chị có thể tham khảo để chúng ta đỡ lo lắng khi đi phỏng vấn. Có 3 việc mà chúng ta cần phải làm ngay sau khi có thư hiện phỏng vấn. Cô chú và các anh chị chúng ta lưu ý. Việc đầu tiên là đăng ký địa chỉ online giao nhận visa với lãnh sự quán. Việc thứ hai là phải đăng ký lịch hẹn khám sức khỏe và chích ngừa. Và việc thứ ba, đó là phải chuẩn bị hồ sơ đem theo khi đi phỏng vấn theo đúng yêu cầu của lãnh sự quán. Nếu như cô chú và các anh chị cần hỗ trợ thì chúng ta có thể liên hệ với dịch vụ của Điệp thông qua email hoặc là qua số Zalo mà Điệp đã có chia sẻ. Điệp cảm ơn cô chú và các anh chị đã xem qua video clip này. Cô chú và các anh chị xem video clip nhớ bấm nút like, thích, subscribe, đăng ký để ủng hộ kênh của đẹp nha và cũng như là bấm nút share để nhiều người biết thêm về thông tin này. Cảm ơn cô chú và các anh chị.